có bốn cái kỹ năng cứng mà một người kiến trúc sư cần có. Kỹ năng cứng nha, không phải kỹ năng mềm nha. Kỹ năng cứng là bắt buộc các bạn phải có bốn kỹ năng này từ khi mà các bạn học đại học. Thì cái đầu tiên đó là cái kỹ năng là thu thập dữ liệu. Thu thập dữ liệu này nè là các bạn phải hiểu được mình đang làm cái gì. Nghĩa là mình hiểu được cái mà mình sẽ làm á là thu thập dữ liệu. Mình phải có cái kỹ năng đi tìm các cái yêu cầu, các cái tiêu chuẩn và các cái tài liệu tham khảo cho bản thân mình, được chưa? Và cái này là thu thập dữ liệu. Bây giờ thì các bạn làm đồ án thì rất là sướng, có người đặt sẵn cho các bạn cái nhiệm vụ thiết kế rồi, các bạn không phải làm cái chuyện này. Nhưng sau này từ bài đồ án tốt nghiệp trở về sau và sau này các bạn đi làm nữa thì nhiệm vụ thiết kế là do các bạn lập chứ không phải là do ai lập hết trơn. Ha, và các bạn sẽ là người phải làm việc với lại chủ đầu tư để ra được cái nhiệm vụ thiết kế. Nha, cho nên khi mà các bạn ngay từ bây giờ mình nếu như có điều kiện nha, nếu như mà thực sự là ham học hỏi một sự bị chủ động á thì các bạn phải đọc cái này nè, là không những đọc được tính không đọc mà các bạn phải phân tích được, hiểu được tại sao người ta ra con số này, đúng là sau đó là rèn luyện được cái kỹ năng này các bạn rất là tốt, đúng không? Mà muốn hiểu được tại sao nó ra cái này là các bạn phải đọc luôn nha. Ví dụ như đây là trường mầm non, mình đọc luật thì chúng sẽ được Việt Nam được trường mầm non thôi ha. Kỹ năng thứ hai đó là kỹ năng phân tích. Phân tích ở đây là ngoài cái việc phân tích ra được cái nhiệm vụ thiết kế, còn phân tích được cái khu đất nè và tìm được cái giá trị cốt lõi. Cái phân tích khu đất á là cái cực kỳ quan trọng. Hôm bữa cô có nói với các bạn về cái việc là khi mà tìm ý tưởng cho công trình á là bắt buộc phải tìm trên cái khu đất đó, không bao giờ được tách biệt nó ra ở khu đất nha. Mọi ý tưởng là được xây dựng trên khu đất đó, nó đầy đủ tất cả các cái giá trị, các cái điểm mạnh điểm yếu, các cái cơ hội được của chính cái khu đất đó, không phải là một cái đem công trình bất kỳ nơi nào trên thế giới đem về đặt vô là nó cũng được, không phải như vậy ha. Lát nữa cô sẽ nói kỹ hơn về cái chuyện phân tích khu đất này. Cái kỹ năng thứ ba đó là cái kỹ năng đề xuất ý tưởng. Sau khi các bạn phân tích rồi thì các bạn phải có được cho mình những cái ý tưởng, thì làm sao mà ra được cái ý tưởng này? Thì các bạn trong quá trình các bạn đi tham khảo, các bạn đi rèn luyện mấy cái bài đồ án này á, cái muốn rèn luyện như các bạn đó là rèn luyện cái khả năng xây dựng ý tưởng và quản lý kỹ thuật ở cái mức độ chấp nhận được nha. Chứ không thể nào đòi hỏi các bạn là tự nhiên một phát mà một đồ án hai đồ án mà tự nhiên các bạn làm được một cái công trình mà xây được luôn, rất là khó. Nhưng các bạn phải hiểu được là mình phải rèn luyện được cái khả năng đề xuất ý tưởng. Thì muốn có được cái khả năng này nè, các bạn phải tham khảo nhiều hơn. Nhưng mà tham khảo không phải là mình mở máy lên rồi mình lướt mình nhìn thấy hình nào đẹp thì mình gọi là tham khảo, không phải như vậy. Các bạn chịu khó đọc tạp chí, chịu khó đọc sách được kiến trúc. Khi mà các bạn đọc á, ví dụ một cái công trình đó là người ta sẽ có một câu chuyện thiết kế gắn liền với lại cái công trình đó. Thì khi mà mình đọc những cái câu chuyện thiết kế đó là cách mà mình rèn luyện cái tư duy sáng tạo của mình á, là mình hiểu được tại sao ông kiến trúc sư đó ổng lại có thể làm một cái công trình đó, ổng xuất phát từ cái ý tưởng ban đầu nào, rồi ổng xây dựng cái ý tưởng nó như thế nào. Và nhớ cho cô nhắc đi nhắc lại, ý tưởng là xây dựng cái khu đất à, cảm hứng luôn luôn xuất phát từ chính cái khu đất đó chứ không phải là người khác. Cho nên là để phương án với cô là lúc nào mới đi kèm cái này khu đất, không có tích rồi nó ra khu đất khác, ý tưởng khác hẳn nha, không cái gì cũng thay đổi được ngoại trừ khu đất, được chưa? Thay đổi khu đất là thay đổi phương án. Cho nên làm việc với cô là không bao giờ có chuyện đi copy bài của ai, tại vì bạn copy bài của người khác thì có nghĩa là khu đất khác, một câu chuyện khác, một ý tưởng khác, không bao giờ nó có thể nó vừa với lại cái khu đất này của mình được nha. Và cái kỹ năng cứng thứ tư đó là thể hiện. Ngay cả khi mà bạn giỏi thu thập dữ liệu, bạn giỏi phân tích, bạn có những ý tưởng tuyệt vời, nhưng đến chừng thể hiện ra bài tin khó là cũng như không à, có nghĩa là mình phải biết cách trình bày, thể hiện, nêu bật được ý tưởng của mình lên, chạm được đến cảm xúc của người xem à, thì khi đó cái ý tưởng của mình nó mới thực sự là có giá trị. Chứ nó không, nếu như các bạn chỉ dừng lại ở mức này, có nghĩa là toàn bộ cái ý tưởng của các bạn nó nằm đầu ở lại, nó không có đi ra được. À, và ngoài cái chuyện vẽ đẹp ra, các bạn còn phải là người thuyết minh cho thật hay, có nghĩa là người truyền đạt ấy, các bạn phải truyền đạt được đó, chạm được đến với người nghe. Và bốn cái kỹ năng này là bốn kỹ năng quan trọng của người kiến trúc sư nè, ở đây là bốn kỹ năng cứng á, chứ không phải bốn kỹ năng mềm đâu.